Kết quả U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Indonesia, luân lưu 10-11 U23 Indonesia tạo địa chấn sau loạt đấu súng. Loại Hàn Quốc, U23 Indonesia vào bán kết sau loạt luân lưu kéo dài nửa tiếng. Hòa 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải kéo nhau vào loạt đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indonesia đã đi tiếp. U23 Indonesia làm nên lịch sử vào bán kết khi hạ U23 Hàn Quốc. Bàn thắng U23 Indonesia, Struguk 15-45-4. U23 Hàn Quốc, Tơ Gil 45, phản lưới nhà, Dê Ông Sang Bin 84. Thẻ đỏ Lee Jia E-jung, Hàn Quốc 70, được đánh giá cao hơn, nên U23 Hàn Quốc là những người nắm thế trận và liên tiếp dồn ép U23 Indonesia vào thế chống đỡ khá vất vả. Phút thứ 8, bóng đã được đội bóng trẻ xứ Kim Chi đưa vào lưới của đối thủ. Nhưng sau khi kiểm tra lại VAR, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Thoát bàn thua, U23 Indonesia càng chơi hưng phấn. Họ có không ít những đường tấn công về phía khung thành của đối thủ. Phút 15, từ một pha tấn công, bóng đã được tiền đạo Struguk tung cú sút từ ngoài vòng 16m50 tuyệt đẹp vào góc cao khung thành. Mở tỷ số 1-0 cho U23 Indonesia trong sự vỡ òa sung sướng của rất đông khán giả nhà có mặt trên khán đài. Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai độ. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, đội bóng trẻ xứ Vạn Đảo đã nắm lại thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Thậm chí họ chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ khiến trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Ngược lại, U23 Hàn Quốc vẫn rất cố gắng đẩy cao đội hình hồng tìm bàn gỡ, nhưng có vẻ như các mũi tấn công của họ khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Ari. Mãi đến phút 45, trong một pha tấn công, bóng được chuyền vào trong và LG Sung đã có cú đánh đầu đưa bóng đập trúng trung vệ Tơ Gil bên phía U23 Indonesia đi luôn vào lưới. Cân bằng 1-1 cho U23 Hàn Quốc. Bàn thua bất ngờ vẫn không làm các tuyển thủ U23 Indonesia bối rối, họ vẫn liên tiếp triển khai các đợt tấn công. Chỉ 4 phút sau đó, từ một pha phát động tấn công, bóng được chuyền đến cho Struguk và anh này đã có cú đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng trẻ xứ Vạn Đảo. Niềm vui của Struguk, người ghi hai bàn thắng cho U23 Indonesia. Hai đội vẫn chơi ngang ngửa khi hiệp 2 khởi tranh. U23 Indonesia khiến mọi người bất ngờ khi họ khiến đối thủ được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch như U23 Hàn Quốc phải rơi vào thế rượt đuổi. Thậm chí hàng phòng ngự của xứ Kim Chi đã không ít lần toát mồ hôi hột trước những miếng tấn công của đội bóng trẻ Vạn Đảo. Phút 70, U23 Hàn Quốc chỉ còn chơi với 10 người khi cầu thủ Lee Jia E-jung nhận thẻ đỏ phải rời sân vì lỗi chơi bóng ác ý. Đội bóng trẻ xứ Kim Chi đã khốn càng thêm khó. Thậm chí, U23 Hàn Quốc còn chưa tạo được cơ hội nguy hiểm nào suốt 30 phút của hiệp đấu thứ hai. Chơi hơn người, U23 Indonesia tiếp tục gia tăng sức ép trên phần sân của Hàn Quốc. Trong thế trận ấy, U23 Hàn Quốc đã bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 84. Từ tình huống phản công cực nhanh và người lập công là Dê Ông Sang Bin. Hòa 2-2 ở trận đấu chính thức, hai đội phải bước vào hai hiệp đấu phụ để phân định thắng thua. Đông đảo khán giả Indonesia đã có mặt tại Qatar để cổ vũ cho đội nhà. Trận đấu đã bào mòn thể lực của hai đội khá nhiều. Dẫu thế những pha tấn công vẫn được cầu thủ hai đội tạo ra trong hai hiệp đấu phụ hồng tìm bàn thắng, nhưng do thể lực không còn nhiều nên những miếng đánh cũng không quá nguy hiểm. Chơi hơn người nên U23 Indonesia có phần lấn lướt hơn đôi chút. Hòa 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11m. Cả hai đội đều sút thành công cả 5 lượt sút đầu tiên và cùng đều hỏng ở lượt sút thứ 6. Thậm chí thần may mắn đã đứng về phía đội bóng xứ Vạn Đảo khi Hangber đã thực hiện không thành công ở lượt sút thứ 5. Nhưng trọng tài cho sút lại và thành công. Kết quả, U23 Indonesia đã lọt vào bán kết sau khi thắng 11-10 ở loạt sút luân lưu 11m. Chúc mừng U23 Indonesia, họ đã tạo nên một cơn địa chấn trên đất Qatar trong một trận đấu kéo dài đến gần 4 tiếng đồng hồ.
một con số không tưởng của vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội hình thi đấu: U23 Hàn Quốc, Baek Yongbaem, Lee Tae-seok, Kang Sang-jung. 46, Cho Hyun-taek, Hong Si-hoo, Jeong Sang-bin. 46, Bi-ong Jung-soo, Hoàng Jia-eun, Pai Sang-hoon, Lee Kang-hee, Kim Jong-jin, Lee Jia-eun. 46, El Ji-sung, Hong Jung-sang. 75, Kang Seong-jin, Giang Si-jang. 80, U23 Indonesia, Ari, Yo-a-on, Hanber, Riho, Ahan, Tergil, Ferrari. 46, Fami, Raman. 65, Schroyer. 100, Sulaiman, Jenner, Fikri. 100, Ferdinand, Struguk. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.